Xin kính chào cô chú các anh chị và các bạn đến với kênh Lưu Vũ Vlog. Hôm nay là anh em mình đi thăm lờ của cái luồng lờ của anh Thành gửi giúp đỡ hai anh em mình 15 cái đó nghe cả nhà. Đó. Nay cũng 3 ngày rồi. Thầy thấy có trời mưa nè, cũng tranh thủ đi thăm sợ lờ nó gắt cả nhà, cua nó chạy lắm. Trời mưa này là cua nó vô cho nó kẹp banh hết. Có chạy cá là không được ăn đâu. Cái quan trọng là sợ là gắt đó cả nhà. Bởi vì hai anh em là thôi dầm mưa đi luôn. Đó thì hai anh em đặt cái luồng lờ 15 cái ở phía sau lưng anh em mình đó. Đó cái bờ cặp kênh đó là chạy dài xuống luôn đó cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng anh em mình đi thăm luồng lờ 15 cái nha. Mời cả nhà đi theo nha. Mời anh Thành cùng đi với hai anh em mình cho vui nha anh Thành. Tới nơi nghe cả nhà. Khai đao. Cái này là cái đường đường kinh này người ta xịt thuốc nè cả nhà. Nó nghiêng anh Vũ ơi. Hả? Nó nghiêng nè. Nó nghiêng hả? Quan trọng là có không? Ôi. Nó mới vô có gì mưa mới vô có anh Vũ không? Nó non nữa nó xanh vàng luôn anh Vũ ơi. Mấy cái này không ngày mưa nghe cả nhà bão á. Cái này hình như Cái sao? Chưa đẻ. Chưa đẻ hả? Nên nè. Đây, cặp nghe cả nhà. Hết cái cả cho cả nhà. Cái đầu tiên gì là im rồi nghe cả nhà. Mong là mấy cái sau đó được vậy nghe cả nhà. Gì là im lắm rồi đó. Rồi đi bắt ra nghe cả nhà, tranh thủ đi thăm nha, cũng chiều rồi. Trời ơi, nãy quên đem đèn theo nữa trời. Tại vì anh em mình sợ là nó gấp thôi cả nhà ơi. Tại vì mấy cái luồng lờ đầu này nè. Rồi, cái tỷ lệ dính cá nó cũng thấp lắm. Cái lần đầu tiên á cũng vậy đó, ít xịt dính cá cả nhà. Mà nó cũng gắt dữ, nó cua nó kẹp cũng dữ lắm nha. Tới nơi chưa luôn rồi. Tới rồi, chỗ phiền bác của mình nè. Có cái đường mòn ha. Thấy không? Nước bây giờ cũng gồng rồi cả nhà ơi, cũng dễ thấy lợn chút. Dính hả? Còn nè. Ồ, im ha. Mưa hôm nay cũng đỡ quá ha. Nó phóng cái đụng. Lờ mới mà được gì là mừng lắm rồi cả nhà ơi. Đây. Gãy con cái cây sậy của em luôn. Gãy rồi, cây cậy gãy bên hông rồi cả nhà ơi. Để em chút cái cây sậy khác. Đây, con này cũng uống nu nha. Dính mấy ốc, ốc không muốn tí nào cho cả nhà ơi. Im ha. Nhờ hôm nay mưa đó cả nhà. Chứ cái luồng lờ mới thì mình anh em mình cũng không tự tin lắm. Đặt cái này anh em mình lượt dọn đi luôn nha cả nhà. Tại vì ở đây là cái kinh này người ta đang chuẩn bị dọn lục bình đó cả nhà. Kịp lục bình quá trời bữa tôi thấy lục bình cả nhà. Bởi vì anh em mình đặt con luồng đầu tiên này rồi anh em dọn đi. Im nè. Cũng một em nữa hả? Không. Em nữa cả nhà ơi. Không làm chuyện nổi cả nhà ơi. Cũng trọng trọng ha. Uống nu không ha luôn ha. Cuốn cái luồng lờ này tiếc lắm cả nhà. Ngặt cái người ta xịt quá trời lục bình rồi kìa. Ngày bữa người ta dọn xong người ta lấy thấy lờ của mình hết luôn. Cũng, thấy cũng hơi khó lắm. Khó gì. Hay dọn qua gần cái luồng lờ cũ dài dài vô. Ừ. Chắc vậy á. Cũng có thể ha. Bỏ đại trên đây đi. Để đi hồi về đấy. Để đây mất không trời. Không đi tới hồi lấy. Sợ để đây anh em mình đi cuốn lại dần dần nữa rồi mất á. Tới ha. Ui. Ôi. Trời cá lóc ngầm tay luôn cả nhà. Ôi ôi trúng cả nhà ơi. Cá lóc bự luôn nha cả nhà. Hồi tính sao cả nhà. Để đi. Tại mình cuốn rồi, mình tranh thủ mình đi dỡ mấy cái kia nữa đi. Rồi về có thể thả em nó luôn á. Sao luôn? Con cua một. Con cua. Nãy luôn thiệt chứ. Thì luôn là
mới 15 cái của anh Thành gửi tặng em là em đã thăm hết rồi anh Sơn ơi. À, được 4 em cá lóc nè anh Sơn. Thì mấy anh em cũng dài lờ rồi anh ơi. Dài luôn nè anh ơi. Cái đường này người ta xịt thuốc cỏ với người ta chuẩn bị người ta dọn sạch hết nè. Chứ là dời cũng uổng lắm nha. Cái đường kinh này ấm lắm nha. Dời cũng tiếc lắm rồi. À, bây giờ đi qua cái luồng là cũ còn 7 cái của anh em mình nghe cả nhà. Cái luồng là 15 cái của anh Thành gửi anh em mình đó thì anh em mình đã thăm rồi nghe cả nhà. Bây giờ mời cả nhà đi theo anh em mình thăm luôn cái luồng là còn 7 cái của anh em mình nghe. Mấy hôm nay mưa nè, không biết sao đây nè. Mưa chắc nước ngập lắm luôn ơi. Đây 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 đây. Ủa? Ủa? Cây sao mà nó vuột cái hết rồi luôn ơi. Hên là nó không chìm nè. Ui, ui, có cá. Có cá hay sao? Nhím nhím có cua nữa nè. Cây đâu? Anh không biết nữa. Hồi ôi con cá. Ui, ui, ui. Hồi ơi. Trời ơi con cá chà bá luôn luôn ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó nhảy đẩy hết trơn luôn trời. Nhưng mà cái cây mất tiêu chân rồi, chắc là nó nhảy quá nè. Trời ơi, con cá này nè ơi. Chết luôn. Nên mò cây coi. Để ngọn xuống kiếm cho. Hình như cây này đâu phải nữa. Để em xuống kiếm nha. Cá bự lắm nghe cả nhà. Nó vũ cái gãy cây hết trơn rồi nè. Thấy không? Thấy. Nước nhiều quá nghe, không biết là ngập hơn không á. Con cá sặc. Con sặc. Trời gấp thơm nữa là trời. Gấp thơm rồi cả nhà ơi. Sao mà cái tình trạng này hoài vậy trời. Có cá cũng ra chơi lỗ rồi. Hết rồi. Lỗ rồi cá ra được. Lỗ này cá nông hết rồi. Cá bá luôn rồi. Cái chân cái lỗ cũ rách luôn. Ừ. Buồn thiệt chứ. Chịu khó nhíp lại đi. Tới nơi cả nhà. Trời cũng sắp tối rồi. Tranh thủ đi vô sớm sớm cái nhà. Bên này không luôn. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy cái chai rồi. Ui, ui, ui. Nhiễm té nè. Cái gì đây? Hồi ôi. Luôn ơi. Ba con cá chê em ơi. Ba cá chê, một cá sặc. Ừ, ừ, hình như vàng vàng nè, thấy nó ngắn ngắn nè. Giúp anh, giúp anh. Ba cá chê nghe cả nhà. Ờ, cá chê vàng anh ơi. Ừ, chê vàng. Vàng. Hiếm lắm mới gặp chê vàng nha. Ôi hết cái đường rồi cả nhà, không có đem đèn để nó quên nữa. Tranh thủ đi giường sớm sớm. Ba cá chê. Trời. Hai trắng, một vàng. Ngon lành ha. Còn cá chê vàng chú Phúc rồi cháu. Cá chê vàng ở đây chỗ mình bây giờ cũng ít gặp lắm cả nhà ơi. Chê vàng muốn tiệc luôn á, chỗ mình muốn tiệc luôn. Muốn tiệc luôn rồi. Kỳ gò dính lương đây nè cả nhà. Hôm nay không biết sao đây. Tối rồi khó đi quá. Giờ này không thấy tim bọng gì đâu. Ồ. Lần này chết rồi luôn ơi. Con cá sặc này em ơi. Tới rồi cả nhà ơi. Tìm lờ cái đã nè. Đây 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 cả nhà. Có gì không? Ôi 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 cá lóc em ơi. Cá lóc to lắm luôn ơi. Nhưng mà nhỏ hơn cái em hồi nãy nha. Cái em hồi nãy làm gãy cây đó. Em nãy giữ rắn khủng. Trời em, gót em, luôn. Em nãy là hung vô. Trời gót luôn nè. To lắm cả nhà. Em cũng rồi thấy nghe rồi. Cảm ơn nha tất cả.
Cẩn thận nghe cái mé không có nghe luôn. Sát mí. Sát cá mũi. Cộng tay không giáp. Sát mé không nghe cả nhà ơi. Cũng nguy hiểm lắm nghe. To ha. Cứng 300 gram luôn. Hôm nay cá ngon ngon không à? Rồi xong. Ê còn hấp bu cái nó chứ. Đây anh làm chứ. Chắc không gấp đâu ha, như là dính rồi không gấp đâu. À thì cũng phải kiểm tra lại cái được. Bỏ vô đây luôn đi. Trời mất vàng bỏ. Hấp bu thôi. Còn chị chỉ nữa kìa. Gắt kìa ha nó chứ, gắt tất cả nhà ơi. Hên đó, hên là còn dính đó. Chứ để lâu lâu là nó nông ra rồi. Bên này không có, có bên này nè. Rồi em nhíp luôn á. Hai qua đường. Rồi nó chẳng lần chỉ được rồi gắt lên vô. Hên nha. Mà cũng hên cá này bự anh ơi. Chứ hơi gặp cá nhỏ chắc ẻo ẻo rồi. Cá tầm trăm mấy gram đi rồi. Tới rồi cả nhà. Tìm lờ. Hả? Anh đang tìm lờ. Có hô mà không thấy. Đang tìm lờ. Cha này đâu phải. Không. Hay là bên này ta. Hả? Không. Chưa. Không thấy cả nhà ơi. Thất bại buổi tối không đem đèn là gì đó. Anh nghĩ bên trái nè. Đó. Kia có. Em lắng à. Em đi đi. Thấy không? Thấy đường không? Ừ, đó nghĩ bên trái mà. Ui, cái gì vậy? Hết hồn. Cái chai. Trời ơi, con cá sặc. Ba con cá sặc luôn cả nhà. Để lại luôn đi. Ừ, mà dính cá sặc cả nhà. Tối rồi cả nhà. Thì cái này là cái cuối cùng của anh em mình nghe cả nhà. À, tranh thủ vô đó, mới được. Tối rồi, không có đèn. Chẳng được sao. Lên những cá rồi bấm 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 như thế. Hai anh em đi thăm lờ cá về nghe cả nhà. Hai luồng. Cái này là hai luồng nha. Chà, im ha. Được, tạm được. Đâu con cá bự nãy đâu rồi? Cá nó chà má luôn đó cả nhà. Trời, hôm như mới đẻ cả nhà, nó hơi ốm rồi cả nhà. Tí bắt cá chê vàng này về cho anh cho ba anh ăn nha. Cho khỏe. Đúng cá chê vàng gặt luôn nè. Có chút xíu à. Cá chê vàng ăn bổ lắm cả nhà ơi. Đâu, canh cá nó thử ra cái luôn. Canh em Hugo á. Ừ. Cái em mà làm gãy ba cái cây luôn nè. Ba cây luôn đó. Xuống hết hồn chưa. Nằm em với con, ngoan cái kìa. Gần nửa ký hả? Hơi ốm chứ phải nó mập rồi chắc nửa ký quá. Gần nửa ký à? Gần nửa ký cả nhà. 480. Em mua 480 gram nha. Đâu cần thử rồi, hôm nay anh em mình đặt hai cái luồng được bao nhiêu cá luôn.
thứ bảy trời cái sọt này không biết nhiêu. Có nửa ký à, vậy là bữa nay là được 2 ký 2 hả? À, nhưng mà 2 ký 2 là 2 luồng. Thì đây là kết quả của 2 luồng lờ nghe cả nhà, được 2 ký mấy đó. Nói chung là lờ cái luồng lờ 15 cái đó, hay là hai anh em mình thừa biết là nó không có dính nhiều đâu, cái quan trọng là đi để mà coi nó có gắt không đó. Rồi, hai anh em mình mà giá hôm lại á, thì video đi thăm lờ cá của anh em mình tới đây cũng kết thúc nha cả nhà. Kính chúc đại gia đình xem video thật là vui vẻ. Nhớ cho anh em mình xin một lượt đăng ký kênh. Thương anh em mình thì chia sẻ video giúp anh em mình nghe cả nhà, để được mọi người biết đến anh em mình nhiều hơn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha. Hey.